thời gian đâu mà đau với nhức. Panadol Extra chứa paracetamol và caffeine, hiệu quả giảm các triệu chứng đau mức độ từ nhẹ đến vừa. Không dùng cho người suy gan suy thận, quá mẫn với các thành phần thuốc, trẻ dưới 12 tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.